ta đang đến với chương trình Ai Cũng Có Thể. Thưa quý vị, chương trình Ai Cũng Có Thể ra đời với một kỳ vọng là mang đến những cái kinh nghiệm sống hữu ích để nâng cao cái giá trị cuộc sống, và đặc biệt là hỗ trợ giúp cho tất cả chúng ta thực hiện được những cái công việc, những cái sinh hoạt hàng ngày ai cũng có thể thực hiện được hết. Và còn chần chờ gì nữa, hãy cùng với Cát Tường đến với chương trình Ai Cũng Có Thể ngày hôm nay để xem khách mời đặc biệt của chúng ta là ai nha. Xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây. Vận động viên bóng chuyền Nguyễn Thị Ngọc Hoa, cô gái vàng của bóng chuyền nữ Việt Nam, cùng với tài năng và sự nỗ lực đã giúp Ngọc Hoa đem về các thành tựu danh giá. Năm 2007, tự hào nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích vận động viên ghi điểm nhiều nhất. Bên cạnh đó, Ngọc Hoa còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng vị hôn phu của mình, đó chính là vận động viên Lê Thái Bình. Cả hai cùng nhau phấn đấu để trở thành vận động viên, huấn luyện viên xuất sắc nhất trong làng bóng chuyền Việt Nam. Xin chào Ngọc Hoa nha, cảm ơn Hoa rất là nhiều dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Hoa cũng xin chào MC Cát Tường và xin chào quý vị khán giả của chương trình Ai Cũng Có Thể. Như quý vị khán giả cũng biết á, là Ngọc Hoa thì hoạt động trong cái lĩnh vực là thể thao mà từ rất là nhỏ luôn. Mà theo như chị biết, cái bề dày thành tích của Hoa đến nay là cũng khá nè, mang lại rất là nhiều những cái huy chương. Thì cái động lực nào để em đeo đuổi cái đam mê của mình ngay từ nhỏ như vậy? Thật sự thì Hoa đã bước chân vào bóng chuyền đến thời điểm hiện tại bây giờ thì đã cũng gần 20 năm rồi. Wow, 20 năm. Cái động lực mà lớn nhất mà để cho Hoa có thể đứng trụ đến như bây giờ là cái đam mê, và bên cạnh đó là gia đình của mình luôn luôn ủng hộ mình một cách hết sức mình. Em đã tham gia khoảng 8 kỳ SEA Games, và những kỳ SEA Games là cứ 2 năm là có SEA Games một lần, thì em đã tham gia được 8 kỳ. Và bên cạnh đó thì em cũng được đi du đấu ở nước ngoài. Trước đó là em không hề biết gì tới bóng chuyền hết. Thì em cũng được giới thiệu và thấy mình cao rồi. Là do cao do cho cao. Nên là được người ta chấm mình vô, đúng không? Dạ. Nhưng mà khi mà được giới thiệu thì em thích liền cái bộ môn đó không? Khi xuống thì em cũng được các thầy cô cũng như bạn bè là trao dồi cho em rất là nhiều. Và ở cái độ tuổi đó thì khi mà đi em rất là thích. Như Hoa kể vậy là Hoa theo cái bóng chuyền từ rất là nhỏ luôn. Thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì hay không? Và bản thân em đã vượt qua được những cái điều đó như thế nào? Cái lúc mà được tuyển vào bóng chuyền, em lúc đó là 11, 12 tuổi. Mà ở cái độ tuổi đó thì mình phải sống tự lập, xa nhà rất là lâu. Bình thường phải 2 tuần mới được về nhà một lần. Khi mà lên với cái môi trường đó là lần đầu tiên em được đặt chân lên luôn. Rất là ngạc nhiên. Em thấy lúc đó em rất là sung sức. Em rất là đam mê luôn. Tại vì khi mà lên thì có thể là cái giờ giấc, cái quy định nó vô khuôn khổ hơn. Thì em phải cố gắng em khắc phục để cho giống theo cái nội quy để không vi phạm. Cái đó là cái mà khó của em. Rồi không có nhớ nhà hả? Ba mẹ em cũng lâu lâu cũng lên thăm. Khoảng 2-3 ngày là cũng phải lên thăm á chị. Còn lúc đó học phổ thông thì sao? Có trường cho mình học luôn chị. Chỉ có sáng em đi tập và buổi trưa em đi học. Và khi mà đi học về thì em sẽ tiếp tục đi tập. Mình cũng không có lo gì về ăn uống, ở trong đó người ta lo hết rồi. Đầy đủ dinh dưỡng luôn. Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt, có cái trận nào mà mình đấu mà mình thua mà nó có những cái ấn tượng làm cho mình không có thể quên được không? Chắc có lẽ là cái ấn tượng mà lớn nhất trong cuộc đời của em là kỳ SEA Games cuối cùng mà Hoa tham gia, đó là 2017. Mình để tuột mất cái huy chương bạc. Chỉ được huy chương đồng. Tụi em thua Indonesia. Lúc đó thì lực lượng của Indo rất là mạnh. Bên cạnh đó thì đội bạn cũng có một số tay đập là rất là mạnh. Gần giống như nam luôn á chị. Như chỉ có chiều cao là thấp hơn nam thôi. Thế là tụi em cũng có thể một phần gì đó chủ quan, nên là để tuột mất. Thì đó cũng là khép lại cái sự nghiệp bóng chuyền đỉnh cao của em. Sao vậy? Tại vì em cũng xác định là đó là kỳ SEA Games cuối cùng thì em tham gia. Tại vì em cũng lớn tuổi rồi. Và em cũng muốn lui về phía sau để cho đàn em mình cũng được thi đấu. Và bên cạnh đó mình cũng thuận tiện để mình chăm sóc cho cái gia đình nhỏ của mình được chu đáo hơn. Và phát bóng rất tốt của Ngọc Hoa. Điểm số quyết định. Điểm số quyết định. Như vậy cuối cùng thì đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam
đã có được tấm huy chương đồng tại SEA Games 29. Em có nhớ nghề không? Có buồn không? Có muốn quay lại không? Nhưng mà hiện tại bây giờ thì em cũng chuyển một công tác, cũng nói chung là mình cũng không phải là mất nhiều sức lực, nhưng mà nó cũng gần gần giống như vậy nên là nó cũng đỡ hơn chị. Nhưng mà thật sự từ cái vai trò của một vận động viên nó sẽ khác, còn bây giờ qua một cái huấn luyện viên nó cũng phải khác. Thế thì Hoa phải chuẩn bị những cái điều gì để mà mình làm cái vai trò là huấn luyện viên, nó có quá nhiều cái áp lực với Hoa hay không? Nó là một bước ngoặt khác rồi. Khi mà là vận động viên mình thỏa sức chơi rất là thoải mái, khi mà làm huấn luyện viên rồi thì những cái đó mình không được tự ý nữa, mình phải khép lại và mình phải chỉnh chu hơn cho cái công việc mới của mình, và mình làm thế nào để mình càng ngày cho mình truyền đạt cho các em nó được nhiều cái kiến thức mà mình có cũng như là mình học ở ngoài, cho các em nó được tiếp thu nhiều hơn. Nhưng mà em thấy là cái việc làm huấn luyện viên là khó khăn hơn rất là nhiều với vận động viên. Khó hơn hả? Dạ. Cụ thể là ví dụ khó là khó như thế nào nè? Nếu mà là huấn luyện viên thì trước tiên mình tâm huyết với nghề thì mình mới truyền được hết cho các em được. Còn nếu mà mình không có tâm huyết với nghề thì chắc mình cũng không có động lực để mình truyền lại cho các em. Cái lớp học mình là bao nhiêu người, hiện tại có bao nhiêu học viên? Em thì hiện tại là trên 10 người, 10 em ạ. Cái đối tượng học viên của em á, lứa tuổi là từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Hiện giờ em đang quản lý là lứa tuổi từ khoảng tầm 12 đến khoảng 17, 18 tuổi rồi chị. Wow, cái tuổi này là cái tuổi chướng, cái tuổi rồi. Khó, đúng không? Ví dụ ngày xưa em thì là dưới quê lên, cuộc sống mình khó khăn, đâm ra mình lên một cái môi trường mới, mình thấy nó lung linh rồi mình mê. Nhưng mà các em bây giờ thì á, là cái đời sống kinh tế nó cũng khác xưa, nó cũng văn minh hiện đại hơn xưa, mà ở cái tuổi này là cái tuổi bạn nào cũng có cá tính riêng. Thế thì em để mà em điều khiển được, làm chủ được trong một cái lớp mà có nhiều em như vậy thì nó gặp những cái khó khăn gì? Khi mà muốn các em trở thành một khối tập thể mà vững mạnh thì em cái điều đầu tiên em cần và em trao dồi cho các em đó là sự thông cảm. Tại vì ở phụ nữ với nhau mà khi mà chúng ta không có thông cảm với cho nhau, hở tí rồi ganh tị nhau là không được. Thứ nhất là mình phải truyền đạt được và mình chỉ được các em ở cái điều đó. Thứ hai là phải có đoàn kết. Cái này khó lắm, đâu có dễ. Khi mà mình thấy được một cái biểu hiện nào đó tiêu cực là mình phải nhắc liền chị ạ. Thường á, các bạn hay có mâu thuẫn là những cái lời ăn tiếng nói nó không có được hợp lý cho lắm á chị. Nhiều khi nói nặng nói nhẹ thì nếu mà các bạn không có để ý thì nó sẽ thành một cái câu nói rất là nặng. Còn nếu mà mình thông cảm cho nhau thì nó sẽ rất là đơn giản thôi. Cho nên quý vị biết á, là có những cái bộ môn mình có thể hoạt động độc lập riêng lẻ, nhưng cái bóng chuyền thì là phải là một đội. Yeah, mà một đội mà muốn chiến thắng được cái đội đối thủ là bắt buộc trước tiên phải là cái tính đoàn kết. Yeah. Em cũng không biết lý giải làm sao khi mà một đội ra sân khoảng 7 bạn, 7 bạn là thi đấu cùng với nhau luôn, trên sân luôn. Nhưng mà chắc có lẽ vì cái tính máu lửa trong người chị, cái nhiệt huyết của mình. Họ cùng có một mục tiêu là chiến thắng nên là em nghĩ nó sẽ tạo lên cái khối tập thể mạnh như vậy. Có nghĩa là khi chưa đấu, ở tự tập, tự luyện với nhau thì có thể có cái mâu thuẫn này kia. Nhưng mà đã khoác áo bước ra sân thi đấu rồi là tự nhiên là đồng lòng. Dạ. Quyết thắng đúng không? Đúng rồi chị. Dễ thương ha. Chúc cho cô giáo Ngọc Hoa có thêm nhiều và sức khỏe, thêm nhiều nghị lực để mà dẫn dắt cho đàn em của mình ha. Dạ rồi, cảm ơn em Hoa. Chị. Bây giờ thì chương trình sẽ có một cái thử thách cho Hoa. Hoa có dám không? Sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng chị. Ok. Dạ. Và thử thách của chúng ta có tên gọi là đã từng hay chưa từng. Đơn giản thôi. Bây giờ chị Tường sẽ đọc câu hỏi, xong rồi chị Tường sẽ cho em có hai cái bảng. Nếu như mà em cái chuyện đó là em đã từng thì em đưa đã từng, chưa từng thì em đưa lên chưa từng, được không? Quá dễ luôn. Mời em. Câu hỏi đầu tiên đó chính là: đã bao giờ Ngọc Hoa ghen hay chưa? Chưa từng. Wow. Tại sao là chưa từng? Chắc có lẽ là cái khoảng thời gian mà giữa Hoa và ông xã dành cái thời gian cho nhau nó ít quá. Bên cạnh đó, mỗi lần khi mà mình gặp nhau thì Hoa nghĩ là tốt nhất là mình trao những cái gì đó vui vẻ cho nhau thôi. Vậy là không có thời gian để ghen luôn. Không. Từ từ một lát mình tâm sự sao. Bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Đã bao giờ Ngọc Hoa lén xem điện thoại của chồng hay chưa? Đã từng. Vậy là có, đúng không? Có lén lén coi. Vậy thì cái lúc mà em cầm cái điện thoại của chồng lên em coi đó, là em cầm lên em coi cái gì? Em coi cuộc gọi đó của ai thôi. Cái tin nhắn vậy là em cũng có máu ghen.
Em cũng coi, nhưng mà tại vì em không phát hiện được cái gì cho nên em không có ghen, chứ không phải là trong người mình không có cái máu ghen. À, chắc có, cũng có thể là vậy chị. Đúng chưa? Ok, vậy thì bây giờ câu hỏi thứ ba, đã bao giờ Ngọc Hoa bị chồng ghen ngược lại chưa? Chắc là chưa từng quá. Chưa luôn. Chưa từng. Chà. Chưa gặp tình huống đó chị ạ. Hai vợ chồng là... này có vẻ giống như là tin tưởng nhau dữ, thương nhau dữ. Ủa rồi vậy thì còn cái chuyện ngược lại, em đi nhiều như vậy, không lẽ chồng không ghen? Ông xã em thì là một người cũng cùng nghề với em, nên là em nghĩ là anh cũng thông cảm và hiểu được. Ngược em cũng như ông xã là khi mà đi công tác xa như vậy là đều tin tưởng lẫn nhau thôi chị ạ. Ừ, có những cái kỷ niệm nào mà Hoa cảm thấy là đặc biệt đối với hai vợ chồng mình? Hai vợ chồng Hoa thì cũng nói chung là cũng rất là giản dị. Cái kỷ niệm mà đẹp nhất chắc có lẽ là khi mà hai vợ chồng được dọn về ở chung với nhau. Trước đó thì tụi em là còn là vận động viên thì sẽ là nam ở bên nam, nữ ở bên nữ. À. Tụi em không được ở chung, và đến khi kết hôn thì tụi em mới được ở chung và dọn về ngôi nhà chung của mình. Ừ. Hồi nãy thì Hoa có nói một câu là kiểu như hai vợ chồng em đơn giản. Có khi nào em nghĩ cái sự đơn giản đó cái nó làm cho hai vợ chồng nhàm chán nhau không? Em cũng không, chưa bao giờ em nghĩ tới. Tại vì với cá nhân em là người không phải là cầu kỳ. Em cũng không có bắt đối phương phải cầu kỳ với em. Thì thế là em cũng không có áp đặt mọi việc nó trở nên phức tạp như vậy hết chị. Lý do tại sao mà ngày hôm nay Tường lại hỏi nhiều về cái đời sống riêng tư của Ngọc Hoa, không phải là Tường nhiều chuyện đâu, nhưng mà thật ra là cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là giữ lửa hôn nhân. Tại vì đây là một cái chủ đề mà Tường nghĩ nó luôn luôn là nóng, nó luôn luôn hot. Bởi vì ở trong khi mà cái cuộc sống của chúng ta mà ngày càng tất bật, áp lực công việc của mỗi người càng nhiều, thì đôi lúc cái thời giờ dành cho gia đình, dành cho cái người bạn đời của mình á, càng ít đi. Cho nên làm thế nào để mà mình giữ lửa được hôn nhân, đó là một cái chủ đề mà Tường nghĩ rằng là tất cả chúng ta ai cũng muốn được lắng nghe, ai cũng muốn được tìm hiểu thêm để mỗi người sẽ bảo vệ cho cái hạnh phúc gia đình của mình nha. Rồi thì bây giờ thì trước tiên chắc là hai Hoa kể sơ bộ một chút xíu cơ duyên nào mà hai người gặp nhau. Ông xã Hoa thì hiện là đang công tác ở Long An và cũng làm cùng nghề với Hoa luôn. Hoa cũng là đang huấn luyện cho đội tuyển nữ, còn Hoa thì làm đội tuyển trẻ. Thì thế thì hai vợ chồng cũng cùng một ngành ra và cùng vào trường cùng năm luôn á chị. Là hai vợ chồng em vào cùng năm và học cùng một trường luôn. Và anh cho đến cũng là bóng bây giờ luôn hả? Dạ, anh. À coi như là ảnh bên bóng chuyền nam, mình là bên bóng chuyền nữ. Dạ. Nếu vậy gọi là thâm niên là coi như cũng ngang ngửa nhau. Dạ đúng rồi ạ. À dạ. Rồi làm sao mà cái điện nó xẹt giữa hai bạn là từ lúc nào vậy? Không hiểu sao nó tự nó đến thôi chị. Em và ông xã em hàng ngày gặp nhau rất là nhiều chị, trừ khi là chắc có thể là từ khi là đi ngủ thôi, chứ còn sáng đi tập thì cũng gặp nhau, tại vì tập cùng một sân. Ủa khi đi ngủ là hồi đó là ngủ riêng cho nên là không gặp nhau. Tự nhiên tôi đang giật mình, sao hai vợ chồng mà hàng ngày gặp nhau suốt, chỉ có đi ngủ là không gặp nhau, là khúc đó là khúc mới có yêu nhau thôi á, phải không? Là cả ngày là gặp nhau suốt, gặp như nhau hình với bóng. Đi tập là gặp, đi học là gặp, ăn cơm tụi em cũng ăn cùng nhau, cùng chung một khu tập thể hết. Vậy là mọi người ở trong trường cũng ủng hộ, biết hết. Dạ đúng rồi ạ. Ở một độ tuổi nhất định là ban huấn luyện sẽ cho phép mình được qua lại. Dạ. Nhưng mà nó oan nghiệt lắm. Gặp bao nhiêu cái thời gian ban ngày cũng không đủ đâu quý vị. Cái quan trọng là cái lúc ngủ bên nhau thì lại bị ngủ riêng. Trời ơi, cái tình yêu gì mà nó ức chế dữ vậy. Rồi hai người mình cùng làm chung một công việc như vậy thì mình hiểu được cái công việc của nhau. Thì em nghĩ là cái ngọn lửa đam mê, cái yêu nghề đó là hai vợ chồng có truyền cho nhau không em? Dạ có chứ chị. Tại vì có thể là nhiều khi em áp lực công việc của em, áp lực thi đấu quá, em cũng không biết giải tỏa thế nào, em cũng kể cho anh nghe. Và bên cạnh đó thì anh cũng nghe và để cho anh có thể là anh mở cho mình một cái lối đi nó tốt hơn và nó sáng hơn. Đó là cái điều mà nổi trội nhất khi mà hai vợ chồng cùng một nghề. Nhưng mà theo như chị thì cùng một nghề nó cũng sẽ có những cái lúc xung đột, cãi giả, ví dụ trong chuyên môn có không? Hay là trong cái gì đó hai đứa em có xung đột với nhau không? Dạ đương nhiên là phải có rồi chị. Tại vì có nhiều cái về chuyên môn hay gì đó thì em thì một ý, thì ông xã em một ý, thì nó không có cùng một ý tưởng, không cùng về mục đích được. Ủa là sao? Nó như ông xã em thì đáng lẽ là ông xã em có thể kêu em là em có em bé đi. Đó, nhưng mà em có thể vì cái đam mê của em quá nên là em chưa muốn thì như thế. Ủa, thì giờ là có em bé chưa?
Em chưa có, vẫn chưa hai có. Hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? À, em lấy cũng hơn 8 năm rồi. 8 năm rồi. Dạ. Hiện tại là chưa có là gì, em chưa muốn có hay là muốn có mà chưa có được? Trước đó là em chưa muốn có thì, và bây giờ hiện tại bây giờ thì em đang muốn có em bé nên là em phải khép lại cái thi đấu của em. À. Rồi căng thẳng, nó có xung đột, nó dẫn đến cao trào gì dữ dội không? Chỉ là hai bên là có thể là mình nói chuyện không hiểu ý nhau thôi. Chứ còn giận nhau nhất thì cỡ nào cũng phải chạm mặt nhau hết chị ơi. Hai vợ chồng cái quan trọng là cái gì? Đó là cái giữ lửa trong cái tình yêu, đúng không? Nhưng mà hai vợ chồng em nhiều khi là cái công việc rồi mỗi người mỗi riêng, thì em làm cái cách nào để mà giữ lửa trong cái gia đình của mình? Những cái khoảng thời gian rảnh rỗi thì em và ông xã cũng cùng nhau là nấu ăn, hoặc là có thể là đi thư giãn, ngồi với nhau cà phê, thì để cho có thể là mình hiểu nhau và nói chuyện về cái công việc của mình đang làm và công việc sắp tới của mình, thông cảm cho nhau được nhiều hơn. Cái điều mà lãng mạn nhất mà hai vợ chồng thường đã từng làm cho nhau là cái gì? Em chưa từng. Chưa luôn? Chưa từng. Rồi những cái lúc ví dụ hai vợ chồng mà cái lịch đi thi đấu hay là đi làm mà nó không trùng nhau, rồi mỗi người ở một nơi thì sao? Cái đó thì có chị, cái đó thì lúc mới yêu thì tụi em thường liên lạc là chỉ qua điện thoại thôi. Dạ, chỉ qua điện thoại và nói chuyện với nhau hàng ngày vậy thôi, chứ còn gặp nhau thì rất là ít. Hầu như nếu mà vào đỉnh điểm thì tụi em một năm tụi em gặp nhau khoảng chừng 2 tháng thôi. Tính hết luôn là chắc khoảng 2 tháng thôi, nên là những cái khoảng thời gian đó thì mình cố gắng là vui vẻ với nhau thôi, chứ không có tạo áp lực cho nhau. À, nếu như có một cái điều ước gì đó cho gia đình của mình thì Hoa mong ước cái điều gì? Nếu mà được một điều ước thì em chỉ ước là cho gia đình cũng như những bạn bè, những người thân thương của em là được có nhiều sức khỏe thôi. Có sức khỏe thì mình sẽ làm được nhiều thứ hơn. Còn nếu như là ngay bây giờ có một cái điều ước mà ước cho bản thân mình thì Hoa ước cái gì? Với em bây giờ là gác là cái công việc làm vận động viên, thì em chỉ ước mình sang năm có thể chào đón thêm thành viên mới cho gia đình, thì đó là cái niềm vui lớn nhất đối với em cũng như là đối với gia đình em. Một bé trai hay bé gái nè, để chị Tường chúc cho. Chị Tường hên lắm, hai bé luôn đi chị. Trời ơi, muốn sinh đôi luôn hả? Sinh đôi cũng được. Trời chị ơi, thấy chưa? Thôi thì với cái ước mơ của em, chị nghĩ rằng là cái người phụ nữ nào cũng mong muốn được cái điều đó. Khi họ đã cảm nhận được cái sự hạnh phúc bên cạnh cái người chồng của mình thì ai cũng muốn có những đứa con, những cái thiên thần bé nhỏ để kết nối, cũng như là làm cho cái gia đình mình nó rộn ràng hơn. Nó có tiếng cười, nó có tiếng khóc mà nó cũng rất là vui, đúng không? Cho nên là chị Tường chúc cho Hoa là phải giữ gìn sức khỏe nha. Hai vợ chồng sẽ sớm đón được những cái thiên thần bé nhỏ của mình sớm nhất có thể nha. Mình muốn nuôi dưỡng một cái đam mê nào đó thì điều đầu tiên là mình phải có một cái ý chí thật tốt, và bên cạnh đó là mình phải cố gắng mình trau dồi nhiều hơn nữa để cho cái ý chí nó càng ngày nó càng mạnh và cái công việc của mình càng ngày nó càng được phát triển hơn. Cái đó là những cái điều mà cái sự đam mê của mình cần phải có. Khi mà mình đam mê thì mình luôn theo đuổi nó một cách hết sức mình và không có suy nghĩ tiêu cực nào để cho nó cản trở cái sự đam mê của mình. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ đến với phần chuyên gia thách đấu. Chào đón quý vị, chúng ta quay trở lại với chương trình Ai Cũng Có Thể. Và ngay bây giờ đó là phần chuyên gia thách đấu. Đến với phần này thì khách mời của chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một chuyên gia hiệu suất và cùng nhau thực hiện một thử thách của chương trình để xem coi là ai thực hiện được cái thử thách này đạt hiệu suất hơn, và sẽ đưa ra những bí quyết hiệu suất trong cuộc sống dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Sao em, đến với phần này thì mình có hồi hộp, có lo lắng gì không? Em cũng đang rất hồi hộp, không biết là cái thử thách dành cho em nó sẽ như thế nào đi. Nhưng mà em nghĩ là em giỏi gì trong cuộc sống này, em sẽ giỏi làm những việc gì ngoài cái việc là chơi bóng chuyền đó, em kể chị Tường nghe thử coi. Liên quan tới bóng là em rất là thích chị ơi. Mà chị nghĩ hôm nay chương trình đâu có đơn giản vậy, làm sao mà có thể đưa em thực hiện những cái thử thách mà liên quan tới bóng? Nếu mà liên quan tới bóng thì coi như là em sẽ thắng chuyên gia hiệu suất của chị rồi. Em có đoán được hôm nay mình làm gì không? Em cũng chưa biết được là... Chưa biết, nói với chị Tường đâu biết đâu. Không có để tò mò hồi hộp nữa quý vị. Mời em cùng với chị Tường bước sang phòng kế bên để chúng ta gặp chuyên gia hiệu suất. Xin mời. Dạ em chào chị Cát Tường, chào chị Hoa. Chào em, chào chuyên gia. Rồi, bây giờ thì chuyên gia hãy giới thiệu cho mọi người biết đi, mình là ai nè. Lời đầu tiên thì em xin chào hai chị và em chào khán giả đang xem truyền hình ạ. Và em tên là Trương Nhã Dinh. Hiện tại công việc của em đang là một tiếp viên hàng không và là một nhà sáng tạo nội dung liên quan đến việc chia sẻ những cái cách làm đẹp và những cái mẹo vặt trong cuộc sống và gia đình ạ.
Trương Nhã Dinh tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh quốc tế, nhưng Nhã Dinh quyết định rẽ hướng sang làm tiếp viên hàng không. Sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp, dịu dàng nhưng vẫn đầy khí chất, cô nàng đã chinh phục hàng triệu khán giả yêu mến mình thông qua các clip chia sẻ về kỹ năng sống và các bí quyết mẹo vặt trong gia đình. Mỗi clip trên mạng xã hội, cô đều chia sẻ một cách chân thành, thu hút hàng triệu giới trẻ bởi giọng nói ngọt ngào của mình. Thế rồi em, tiếp viên hàng không, em nghĩ là người ta sẽ thử thách mình cái gì? Trời ơi, cô cao quá cô ơi, cô cao ghê luôn á. Em nghĩ là người ta sẽ thử thách mình cái gì nè? Chắc làm cái gì đó nó phải rất là chỉnh chu á chị. Tại vì thường là tiếp viên hàng không là nhất là ngoại hình đẹp nè, làm việc phải chỉnh chu lắm nên là em... Thôi mình đừng đoán nữa, hai chị em nói luôn nè ha. Vậy thì hôm nay là Dinh định thử thách Hoa cái gì đây nè? Dạ chị Ngọc Hoa là một vận động viên rất là tài năng của lĩnh vực thể thao, và cũng là một vận động viên mà đã đạt rất là nhiều những cái thành tích xuất sắc trong cái lĩnh vực bóng chuyền. Và bên cạnh đó thì em thấy chị Hoa còn là một người vợ rất là đảm đang và rất là hết mực lo cho gia đình. Qua những cái câu chuyện mà chị đã chia sẻ thì hôm nay em muốn mang đến một cái thử thách là nó sẽ liên quan tới khéo tay và sáng tạo một chút. Chết xíu. Ơi. Có khéo tay không? Chị thấy cái tay em vậy sao khéo được? Dạ, trời tay dài quá, làm cái gì mà thử thách gì đây em? Khéo tay dạ, gì đây? Thử thách hôm nay là mình sẽ sử dụng những cái vật liệu có sẵn như là bì cạc tông ở đây để làm một cái kệ dày 3 tầng. Hả? Và em với chị ai làm xong hoàn thành trước thì sẽ là người chiến thắng. À, làm một cái kệ đựng dạ. Dày. Dạ. Kệ đựng được 3 tầng mới được. Dạ, 3 tầng. 3 tầng. Hoặc là chị có thể đựng được 6 đôi giày. Okay. Chị có thể làm 1 tầng cũng được nếu đựng được 6 đôi giày. Tường thấy là có thước, có chì, có kéo, rồi có dao rọc, có băng keo. Ổn không em? Cố gắng chị. Chúc mừng em. Cố gắng, cố gắng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thách đấu để xem ngày hôm nay chuyên gia của chúng ta và khách mời của chúng ta thì ai sẽ là người đạt cái hiệu suất cao hơn. Xin mời, bắt đầu. Chắc là mình phải 3 tầng là mình. Đây, chị lấy trước rồi, chị muốn lấy bao nhiêu cái? Này, em lên đây. Cứ lấy từ từ thôi chị. Ừ. Mình phải ngâm cú. Chồng chồng lên nhau, dán vào nhau được, vẫn được hả chị? Em mà nội em nói không thôi, bên đây người ta làm xong 1 tầng rồi đó. Mình cứ tan chuyên nghiệp chị ơi. Mình không chuyên nghiệp được. Chỉ miếng băng keo lột phụ. Đó, bên kia người ta rẹt rẹt rồi, tôi thì cũng không biết đường mở băng keo làm sao nữa. Không có thấy đường. Mà tự nhiên ở đâu em suy nghĩ ra thử thách này vậy em? Dạ thực ra là em thấy cái ý tưởng này khá là hay. Tại vì mình có thể làm một cái kệ dày từ những cái vật liệu mà tưởng chừng như là mình sẽ đem bỏ đi. Dạ vừa tiết kiệm mà vừa bảo vệ môi trường nên em thấy rất là hay ạ. Tôi đứng tôi học hỏi. Tại vì Tường dày nhiều lắm quý vị. Tường học hỏi thì mình Tường về Tường làm cái kệ dày 10 tầng. Nhà có nấu cơm không? Dạ có chứ gì. Mình cũng phải nấu cơm nấu ăn ạ. Ông xã có phụ làm chuyện nhà không? Rất đảm đang chị. Rất đảm. Trời ơi, ông xã thì rất đảm đang nha quý vị. Trời chị Hoa có chắc là chị Hoa không biết làm không? Sao chị làm còn nhanh hơn em vậy? Thấy cái vụ khéo tay hay làm thì tôi cũng dở lắm cả nhà ơi. Tôi nói thiệt, thấy làm gì chứ trong đầu tôi chưa hình dung ra. Tôi biết là đóng thành 3 cái thùng. Nhưng mà làm sao cho 3 cái thùng nó dính nhau để trở thành 3 tầng thì chưa suy nghĩ ra. Và chúng ta đã thấy là có được 2 cái thùng. Bên kia cũng 2 cái thùng, bên này cũng 2 cái thùng. Nhưng làm sao ra thành được cái kệ? Khó lắm à. Vậy là để qua đây. Rồi. Chắc mình phải cắt bớt cái này. Không, để về cho nó không cắt luôn. Không cắt, không cắt. Không cắt luôn. À, cắt bên thôi. Nó bự hơn đâu có sao. Đâu cần đẹp. Chỉ cần tiện thôi. Chứa được nhiều dài nữa chứ. Đúng không? Chứ mình đâu cần cái này làm chi. Thôi rồi rồi, Ngọc Hoa ơi, em thua rồi. Bên đây người ta đẹp, nhỏ. Không, nhưng mà bên đây em sẽ đựng được nhiều hơn. Cái kệ dài của em đựng tới 30 đôi lẫn. Tiếp tục đi em. Không, đáng lẽ em phải lót cái đây một miếng là em sẽ được một ngăn là chị nhờ. Không, nếu mà em lót cái ngăn ở đâu mà ngăn, ngăn này đựng được nhiêu đâu. Đựng được 2 đôi dài. Trời ơi, em để đây nè, em để hơi 10 đôi luôn. Cũng hay nhờ. Còn có đồ đậy nữa nhờ. Hay quá ha. Hai đôi. Hai đôi, bốn đôi. Ủa? Sao cái hộp dưới này không mở? À. Ồ. Hay quá chị ơi. Thôi mình cứ liệt làm đi, mình cũng phải ra hình ra hài chứ. Trời ơi, cái kệ dài của bà vô địch luôn. Kệ này đúng để được 30 đôi lận quý vị ạ.
Dạ em làm xong rồi ạ. Dạ em làm xong rồi ạ. Dạ để cho chị ráng thêm tầng này nữa đi em. Tầng nữa thôi chị. Tầng nữa đi. Hay là trợ giúp luôn rồi. Mày làm cái nắp đi là mình ra rồi đó. Mình làm hai tầng thôi, mình đựng được 60 đôi dài rồi. Dán đèn miễn cho chắc chắn nha chị. Chắc không? Chị thấy em dán gì nó cũng không chắc hết trơn. Tại vì cái mấy cái kích cỡ giấy của em nó lùng bùng lình bình quá nè. Đó, quý vị không? Chị cũng để lên tay. Một tầng chúng ta để được hai đôi dài và có nắp đậy đàng hoàng. Nhưng mà bên đây, tinh thần thi đấu được, không thể thua cuộc. Ok rồi, đấy. Đó, đây nè, ở dưới tầng này nè. Cái tầng này em phải sát vô cái tầng này nè. Đó, cái tầng này nó bị lùng bùng ra đây nè. Để em xin một miếng băng keo. Đáng lẽ nãy như vậy là đẹp, nhưng mà nếu em rọc cho nó ngay luôn thì nó đẹp. Nó phải vậy nó mới chặt được, chứ em không làm vậy rồi. Vậy đi, nó mới vô. Rồi, đó. Ok, chúng ta cũng có thể thấy là chuyên gia hiệu suất đã làm cái kệ đựng giày rất là nhanh. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái kệ của bạn ấy như thế nào nha. Thì em đây, và mọi người cũng có thể nhìn thấy nha. Là 3 tầng, đúng giống như là lúc nãy bạn Vinh đã có chia sẻ. Mỗi tầng thì chúng ta sẽ có được 2 ngăn. Mỗi ngăn mình đựng một đôi giày, như vậy 2 ngăn mình đựng được là 2 đôi giày. 3 tầng là đựng được 6 đôi giày và có nắp đậy đàng hoàng, không có để bụi bẩn nó vào. Và trong một cái thời gian là rất là nhanh, sớm hơn bạn Ngọc Hoa. Như vậy là phần chiến thắng ngày hôm nay đương nhiên là thuộc về bạn Vinh, chuyên gia hiệu suất của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng phải đến với cây kệ của bạn Ngọc Hoa, xem bạn ấy đã cố gắng như thế nào. Cũng sút mồ hôi đó quý vị. Đây Hoa nha, cái này là có sự giúp sức của các tường, có sự giúp sức của Vinh nữa, thì chúng ta cũng được một cái kệ. Tuy rằng nó có hơi khập khiễng một chút, nhưng mà ủa vậy là này, một tầng hay hai tầng vậy Hoa? Chắc cũng được hai tầng. Chắc được hai tầng. Là một tầng mình có thể để đây, một tầng mình có thể để đây. Còn cái này chỉ là hai cái chân trụ cho cái kệ này nó vững thôi. Nhưng mà bù một cái tầng này thì chúng ta có thể để được là 4 đôi giày, 6 đôi giày. À như vậy thì Hoa cũng đã thành công. Nghĩa là so với bản thân của mình, nhưng mà so với cuộc thách đấu ngày hôm nay, so với Vinh thì là Hoa phải nhận phần thua. Hôm nay mình thua rồi, mình có phục không? Không, việc khéo tay là em chắc chắn là em sẽ không bằng được bạn bên. Nhưng mà em làm cũng rất là đẹp. Dạ em thấy cũng rất là hay luôn á chị. Nhưng mà tự nhiên em lại đưa ra cái thử thách này với cái mục đích gì, và nó có cái tác dụng gì cho chúng ta trong cuộc sống? Dạ thực ra thì một cái kệ đựng giày nó sẽ giúp cho cái việc mà mình sắp xếp nhà cửa nó sẽ được gọn gàng hơn. Đương nhiên là khi mình sắp xếp gọn gàng mình sẽ thấy là nhà của mình nó sẽ đẹp hơn, thẩm mỹ hơn. Đó thì mình sẽ làm cho các thành viên ở trong gia đình khi ở nhà sẽ có một cái cảm giác rất là thoải mái, rất là tích cực. Và sẽ làm cho không khí gia đình cũng sẽ vui vẻ và gần gũi hơn. Và em nghĩ đó cũng là một cái động lực để giúp cho những thành viên trong gia đình mà mình có đi làm xa hay mình đi học xa thì mình cũng sẽ luôn nhớ về cái tổ ấm của mình, và cũng như là tình cảm vợ chồng cũng sẽ khăng khít hơn. Wow, quan trọng là cái tình cảm vợ chồng vẫn khăng khít hơn. Rồi bây giờ thì quay lại với bạn, qua cái thử thách vừa rồi thì bạn có rút ra được những cái kinh nghiệm gì trong cuộc sống cũng như là khi tham gia chương trình ngày hôm nay? Khi mà được mời tham gia cái chương trình hôm nay thì em rất là ngạc nhiên, và hiện tại bây giờ em cũng đang rất là vui khi mà mình được vượt qua những cái thử thách, và có một cái bạn đối thủ của mình rất là nặng ký. Và bên cạnh đó thì Hoa cũng đã học được, biết được thêm nhiều cái vật dụng mà có thể hàng ngày Hoa đã bỏ không dùng tới, và bây giờ Hoa sẽ về và Hoa sẽ tận dụng nó một cách triệt để. Hôm nay Tường về chứ Tường cũng làm thử nữa. Cảm ơn chuyên gia hiệu suất của chương trình ngày hôm nay nha. Và ngay bây giờ các Tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Ai cũng có thể. Bí quyết để xử lý giày sau khi đi mưa của Vinh đó là có hai điều cực kỳ quan trọng. Thứ nhất đó là làm sạch và thứ hai là làm khô. Để làm sạch thì rất là đơn giản, mình có thể xả dưới vòi nước, hoặc là kỹ hơn thì mình có thể giặt giày cũng được. Đó, nhưng mà quan trọng nhất là bước làm khô, bởi vì nước mưa sẽ rất là dễ khiến cho giày của mình bị biến dạng và không giữ được cái hình dáng ban đầu nữa. Mình có thể sử dụng máy sấy quần áo nè, mình cũng có thể sử dụng quạt để hong khô giày, hoặc là mình có thể dùng giấy để nhét vào bên trong giày và quấn thêm một lớp giấy ở bên ngoài để có thể hút hết cái nước và cái độ ẩm thừa ở trong giày. Cứ khoảng nửa tiếng đến một tiếng thì mình sẽ thay giấy một lần để đảm bảo là mình sẽ hút sạch hết những cái chất ẩm và nước bên trong đôi giày. Nhưng mà đặc biệt lưu ý là không nên phơi nắng nha, bởi vì nhiệt độ của nắng rất là cao và mình rất là khó kiểm soát, nên là sẽ làm hư đôi giày của mình đó.
Một lần nữa xin cảm ơn những cái chia sẻ của Ngọc Hoa cũng như là Nhã Dinh trong chương trình ngày hôm nay nhé. Và Cát Tường cũng xin thay mặt cho chương trình Ai Cũng Có Thể cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng với chương trình. Ngay bây giờ thì Cát Tường xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.